hòa. Thưa bệ hạ, tin từ Yên Kinh, đêm qua trung đoàn một sư đoàn một đã chiếm được Yên Kinh. Hiện tại quân sư đoàn một đang tiến vào thành. Yên Kinh giờ thuộc về triều đình. Chu lão tử à, Chu lão tử, ngươi bị chấm cướp mất nhà rồi. Vợ con đều rơi vào tay chấm. Xem ngươi có hoảng không? Bảo sư đoàn một theo dõi chặt động tĩnh phía Thảo Nguyên. Nếu có dấu hiệu tiến về phía nam, cho thiết giáp đánh lui ngay. Đánh mạnh, không nương tay. Hỏi tình hình sư đoàn 2, 3, bao lâu nữa thì đến vị trí? Thưa bệ hạ, còn một ngày nữa sẽ vây được Phượng Dương. Bao vây Phượng Dương không thể làm nhanh, chủ yếu do thiếu phương tiện vận chuyển. Đồng thời, một số nơi đường không thích hợp cho xe cộ. Nếu binh lính đi bộ, tốc độ sẽ chậm hơn nhiều. Thằng nhóc Chu Doãn Thông, chỉ với hơn 10 vạn quân, dám đánh quyết chiến với ta ở Phượng Dương sao? Nó có bao nhiêu quân? Dù vũ khí có mạnh đến đâu thì sao? Dù sao đi nữa, ta có 60 vạn đánh 15 vạn. Lợi thế thuộc về ta, ba vị huynh trưởng vẫn phải cẩn thận. Sợ chúng lại đánh đêm, gây hỗn loạn trong quân, chúng sẽ thừa cơ. Vũ đệ yên tâm, lần này tuyệt đối không để chúng được như ý. Có một có hai, sẽ không có lần ba đâu. Tứ đệ nói đúng, thất bại là mẹ thành công mà. Vũ đệ, quân của đệ vẫn cần ra lệnh, cho họ tiến về Phượng Dương. Nhị ca, đệ đã ra lệnh rồi, họ đang trên đường. Tốt, càng nhiều càng tốt. Bốn vương gia tập hợp, bàn cách phản công triều đình và đánh bại quan quân ở Phượng Dương. Còn phía quan quân, hai sư đoàn, sư đoàn 2 đã vào vị trí. Sư trưởng báo trận địa pháo đã bố trí xong, có thể bắn bất cứ lúc nào. Tổng tư lệnh chưa ra lệnh tổng công kích, không biết sư đoàn 3 làm gì, sao lại chậm thế? Nghe nói họ gặp phải mưa lớn, đường xá rất tệ, xe một khi xa lầy, cả đường sẽ tắc nghẽn. Hy vọng không ảnh hưởng tổng công kích. Chu đại sư nghĩ vậy, nhưng đó là việc của cấp trên, không phải ông lo. Bên kia, trung đoàn trưởng, không được, phải tăng tốc đến vùng bằng phố. Sư trưởng đã nhấn mạnh nhiều lần rồi, tôi thấy chúng ta tạm bỏ xe đi. Được, bỏ xe, tất cả chạy bộ tiến lên, phải đến bằng phố vào sáng mai. Lúc này, hỏa vô đơn chí, anh ta bỗng thấy trời rơi thử trắng xóa. Trung đoàn trưởng hai tức đến nổi gân xanh, vừa mưa vừa tiết, tuyết rơi rồi. Sư trưởng, chúng tôi gặp mưa tiết, đường xá hoàn toàn không thể đi được. Chúng tôi đã bỏ xe đi bộ rồi, tôi không quan tâm tình hình gì cả. Trước sáng mai, nếu không đến được bằng phố, cậu tự xách đầu đến gặp tôi. Yên tâm, dù có chạy chết, trung đoàn 2 cũng sẽ đến đúng vị trí. Báo cáo ngay với tổng tư lệnh, trung đoàn 2 gặp mưa tuyết, tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng nghiêm trọng, họ đã bỏ xe đi bộ. Có hoãn thời gian đến không? Ý kiến tổng tư lệnh thế nào? Ý kiến tổng tư lệnh, nếu đồng ý yêu cầu của sư đoàn 3, cho họ thêm thời gian, thì tổng công kích cũng phải hoãn lại. Đây là cuộc tổng tấn công toàn lực, nếu sư đoàn 3 không vào vị trí được, lúc đó cái túi này sẽ không thắt chặt được. Bằng phố chắc chắn là đường rút của quân Phượng Dương, cũng là nơi họ lựa chọn rút lui. Thưa bệ hạ, trung đoàn 32 báo cáo, họ phát hiện tình hình trong một ngôi làng. Bảo trung đoàn 2 tạm dừng hành quân, cứ người tại chỗ, trên chiếu chỉ đến Trường An, Yên Kinh và các nơi. Nếu gặp tuyết lớn, dân chúng gặp nạn, phải cứu trợ ngay lập tức. Ngoài ra Yên Kinh, Trường An lập tức xây sân bay dã chiến, tiếp nhận vật tư chống rét, các nơi kiểm tra, phòng ngừa tình huống bão tuyết có thể xảy ra. Truyền lục bộ đến ngay, không lo trận Phượng Dương nữa à? Lo chứ, nhưng quân đội của trẫm không chỉ biết đánh trận, mà còn bảo vệ dân chúng. Nếu thấy dân chúng gặp nạn mà quân đội không lo, thì còn gọi là quân đội gì nữa? Cha mẹ ơi! Một bé gái khóc gọi. Em khoác áo quân phục rộng thùng thình, rõ ràng không vừa với thân hình. Em nhìn chằm chằm vào đống đổ nát đang được đào bới, vừa sợ hãi vừa tủi thân, nhưng dường như cũng có chút an tâm. Lấy hết đồ chống rét của chúng ta phát cho họ. Bệ hạ có chiếu chỉ, chúng ta phải cứu trợ dân làng. Nghe rõ chưa? Hoàng đế ra lệnh cho đội hai chúng ta, tự mình ra lệnh cho đội hai chúng ta. Một tiểu đội đang phát vật tư từng nhà. Sau nửa ngày bận rộn của đội hai, cuối cùng cứu trợ đã hoàn thành. Lên đường ngay, đừng chậm trễ. Dù có lệnh của hoàng đế, chúng ta vẫn phải đến Bành Châu. Khi dân làng phát hiện ra, họ đã đi mất từ lâu rồi. Họ đi rồi, tất cả đều đi rồi, không một tiếng động. Lão già, từ mùa đông này sẽ không qua khỏi. Không ngờ lại có quan quân giúp đỡ. Hoàng đế nhân từ. Báo cáo từ Trường An và Yên Kinh, cả hai nơi đều tuyết rơi dày, xung quanh đều bị thiên tai. Trường An thiếu người, không thể cứu trợ. Yên Kinh thiếu vật tư. Vậy thì thả dù cho hơn 10.000 người ở Yên Kinh, chẳng lẽ không kiểm soát được quân đội Yên Kinh sao? Bảo họ giám sát cứu trợ. Bệ hạ sư đoàn 1 còn báo cáo, quân Bắc Viện điều động nhiều quân tập trung ngoài Tuyên phủ, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Sư đoàn 1 đã cử một trung đoàn và xe tăng đến chi viện. Tốt, cứ đề phòng chúng. Không ngờ chúng thật sự đến. Nói với Chu Đại Cường, chẳng không muốn hắn có chút thương xót nào. Nếu bọn Bắc Nguyên giảm Nam Hạ, cứ đánh cho chúng chết hết. Đi đến Điện Vũ Anh, trung đoàn 32 còn 2 tiếng nữa sẽ đến. Khi đến Bành Châu, vòng vây này sẽ được bố trí xong. Trận Phượng Dương không thể kéo dài nữa. Chấm đang nghĩ sai trước đây, phải tiêu diệt chúng ngay lập tức. Giải quyết xong đám phản loạn này, phía Bắc sẽ thuộc về triều đình. Chính lệnh thông suốt, sẽ cứu được nhiều người hơn.
Chu Doãn Thông thừa nhận mình đã đánh giá sai, đã quá cảm tính. Hắn cũng không phải thần thánh, chỉ là một người xuyên không bình thường, có chút năng lực đặc biệt mà thôi. Sáng mai 7 giờ, bắt đầu tổng tấn công trận Phượng Dương. Chiến dịch Sàn Vương cũng sắp kết thúc. Chu Sảng, Chu Cương, Chu Đệ, Chu Tố tụ họp. Sắc mặt Chu Sảng rất khó coi. Hắn nhận được tin, Trường An thực sự bị đánh úp, gia quyến trong phủ đều bị bắt. Làm sao có thể vui vẻ được? Chu Đệ cũng rất u ám, hắn cũng nhận được tin từ Yên Kinh. Thằng nhóc độc ác, im lặng không nói gì. Lại nhân cơ hội lục sát phủ của chúng ta, đánh giá thấp thằng nhóc đó rồi. Nó thực sự dám liều mạng, dám vận chuyển quân đội đến chi cố bằng đường biển. Ta không tin. Chu Doãn Thông dám giết anh em và dì của mình. Nhị ca đừng lo quá, chỉ sợ vạn nhất thôi. Nếu thằng nhóc đó thực sự trước trận đánh lớn, dùng chị dâu và các cháu uy hiếp huynh, thì phải làm sao? Hiện giờ đại chiến sắp xảy ra, không quyết đoán sẽ bị phản tác dụng. Nhị ca, huynh nên đưa ra quyết định đi. Tứ ca, ý đệ thế nào? Phụ hoàng vẫn bị giam trong cung Tây Linh, chúng ta là con cái, lẽ nào không đi cứu phụ hoàng? Đó là bất hiếu. Chúng ta khởi binh ở đây, nếu đàm phán với tiểu điện, sau này hắn sẽ tha cho chúng ta sao? Ý của Chu Đệ rất đơn giản. Đã đến nước này rồi, mọi người không còn đường lui, tiền thoái lưỡng nan, chi bằng liều một phen, không còn gì để mất. Để ta suy nghĩ. Mọi người giải tán trong bất mãn, không bàn ra được quyết định gì. Nhưng quân đội mới của triều đình không đợi họ. Các đơn vị chú ý, bây giờ chuẩn bị tổng tấn công. Giờ xuất kích 6:50. Pháo đài. Đây là pháo đài. Tôi là Chu đại sư. Đã nhận. Đồng thời, sở chỉ huy sư đoàn 3 cũng vậy. 6:58. 6:58. Đến mục tiêu diệt địch. Khi kim giây, kim phút, kim giờ đều chỉ 7 giờ thì bắt đầu. Hai sư đoàn trưởng ra lệnh. Gần 30.000 quân của hai sư đoàn tấn công vào quân phản loạn ở Phượng Dương. Ngày 7 tháng 10 năm Hồng Võ 25, dưới hỏa lực pháo binh, trận Phượng Dương chính thức bắt đầu. Nổ súng. Các đơn vị pháo binh bắn vào trại địch. Khi hàng trăm của đạn pháo rơi xuống khu trại, tiếng nổ liên tiếp khiến quân địch hoảng loạn, chạy tán loạn. Tiếp tục pháo kích, trận địa bụi mù mịt, trước mắt đã cháy rừng rực vì nổ, nhanh chóng thành biển lửa. Đây là sư đoàn 2, sư đoàn 3 cũng đang pháo kích. Quân Tần và Yên vừa đến, lần này mới thấy quân Dương Châu, Từ Châu cấm quân bị pháo kích như thế nào. Chuyện gì vậy? Thưa vương gia, ngoài thành đang giao chiến. Ta biết rồi, đi thôi, đến chỗ nhị ca. Khi gặp Chu Sảng, hắn vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng. Ngược lại Chu Cương và Chu Tố có vẻ hơi né tránh, có vẻ họ cũng sợ tiếng nổ đó. Nhị ca chưa từng trải qua vụ nổ, rõ ràng không biết nỗi kinh hoàng ẩn sau tiếng nổ đó. Vương gia, không xong rồi, quân triều đình đang tấn công chúng ta. Anh em thương vong nặng nề, vô số anh em ngoài thành bị bom giết chết. Anh hai, chúng ta lên thành xem tình hình. Triều đình đang đùa hay thật sự muốn giao chiến với chúng ta? Được, khi họ lên đến thành, họ chứng kiến cảnh tượng không thể nào quên. Hàng trăm nghìn quân bên ngoài thành đang hỗn loạn. Có đội xông lên, có đội chạy vào thành. Chạy quân ngoài thành là một biển lửa mênh mông. Đó là cái gì vậy? Một chiếc hộp kỳ lạ đang di chuyển nhanh chóng. Nó húc đổ mọi chướng ngại vật trên đường. Ngay cả những con quái vật khổng lồ cũng không chống đỡ nổi. Bị nghiền nát dưới bánh xe. Đây là thứ gì vậy? Kinh khủng hơn cả xe chiến đấu. Ngựa chiến cũng vô dụng. Có binh sĩ vung đao chém vào nó, chỉ thấy té lửa rồi đao bị văng ra. Giáo đâm vào cũng không sao, còn bị bật ngược, đao thương bất nhập. Đúng là quái vật. Quái vật đó húc đầu hàng rào chạy, không ai cản nổi. Nó còn biết nổi giận, phun khói đen. Chu Sảng nuốt nước bọt sợ hãi, mới biết mình đã sai. Lao tứ để quân giặc lộng hành, tôi không nhịn được. Chúng ta có 600.000 quân, sao có thể để chúng đánh bại? Binh lính chúng ta có thể nhổ nước bọt là chết đối chúng. Tôi cũng không chịu nổi, phải phản công. Dù vũ khí chúng mạnh, nhưng chúng ta đông hơn. Tốt, lần này là ban ngày, chúng ta có thể điều động quân đội. Đồng ý, lập tức tổ chức phản công. 600.000 đánh 15.000, có gì phải sợ? Chống trận vang dội, cờ xí tung bay, ra lệnh. Tướng lĩnh cầm thép ổn định quân tâm. Anh em xông lên, giết sạch giặc. Báo cáo, đi không tan rã mà đang phản công. Thật gan dạ, phải khâm phục lòng can đảm của chúng. Lệnh cho pháo binh bắn xa thêm 500m, tạo vùng chết. Bắn hết một đợt đạn, hết đạn thì không quân sẽ thả tiếp. Một đợt 24 cửa, 45 khẩu pháo, tổng cộng 1080 của đạn, tạo ra một vùng chết như địa ngục trần gian. Chuẩn bị, bắn.
Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sư đoàn 2 đang làm gì? Sư đoàn trưởng, sư đoàn 2 yêu cầu pháo binh bắn một đợt đạn, tạo vùng chết chặn đứng của phản công của địch. Quân địch đồng cũng là vấn đề, chúng ta cũng nhận được báo cáo. Địch đã bình tĩnh lại, dùng vũ khí thô sơ và lợi thế quân số. Phản công gây thương vong cho ta. Những binh lính này thật đáng khâm phục. Đối mặt kẻ địch mạnh hơn vẫn không sợ chết. Sư đoàn 2 đã hành động lớn vậy. Sư đoàn 3 chúng ta không thể kém cạnh. Lệnh cho pháo binh, sư đoàn 2 bắn một đợt. Chúng ta bắn hai đợt. Dù sao đạn cũng nhiều, đây là trận đầu của chúng ta. Thật là, họ đang muốn đấu với chúng ta phải không? Sư đoàn trưởng, chúng ta có cần. Đừng có ngu, chỉ là khoe khoang thôi. Tiếp tế của chúng ta còn chưa theo kịp. Các cậu muốn đánh xong trận này là về à? Ta còn muốn tiến ra Bắc nữa. Trên thảo nguyên ta còn phải đi một chuyến nữa. Đừng quan tâm đến sư đoàn 3, lo cho chúng ta là được. Đúng là sư đoàn trưởng nghĩ xa. Anh em không muốn đánh xong trận này là xong đâu. Lúc này hãy thúc giục hậu cần, ưu tiên cho chúng ta đánh xong trận này. Chúng ta phải vượt qua họ. Rõ. Hỏa lực của hai sư đoàn khiến địch thấy thế nào là hủy diệt. Lúc này, sư đoàn 2 đã dùng hố bom đào công sự đơn giản. Họ trú ẩn trong đó và bắn ra ngoài liên tục. Bỗng trên trời vang lên tiếng rít chói tai. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Phía sau đội quân hỗn loạn, bụi mù bay lên cuồn cuộn, xác người bay tung lên trời. Chưa kể đám lính liều chết xông lên chịu chết vô ích. Ngay cả lính phòng thủ cũng choáng ngợp trước cảnh tượng này. Đội pháo điên rồi à? Chúng muốn tự sát hay gì? Chưa kịp chửi thề, xong xuôi lại nghe tiếng rít chói tai. Trung sĩ xích đờ người. Bỗng nghe tiếng rít rồn rập, rồi mặt đất rung chuyển. Phía sau đội quân hỗn loạn, bụi mù cuộn lên, xác người bay tung. Chưa kể đám lính liều chết xông lên chịu chết vô ích. Ngay cả lính phòng thủ cũng sốc nặng. Đội pháo điên thật rồi. Chúng muốn chết hả? Chưa kịp chửi thề, xong rồi lại nghe tiếng rít kinh hoàng. Trung sĩ gần như đơ người. Phản công, nhanh lên mọi người. Vùng chết do pháo tạo ra khiến địch không dám tiến thêm. Dù tướng có quát tháo hãy thúc giục thế nào, họ dùng vũ khí đe dọa nhưng vẫn sợ hãi. Thực sự sợ hãi. Đây có phải do con người làm không? Làm sao họ làm được vậy? Nhị ca, không thể để quân ta ở ngoài nữa. Bảo họ rút vào thành. Năm xưa phụ hoàng tốn công sức lớn, xây dựng tường thành rất dày và chắc chắn. Ta có thể trú ẩn bên trong, phòng thủ trong thành. Được, nhanh lên, ra lệnh đại quân rút vào thành. Nhanh, tất cả quân yến rút vào thành. Đuổi theo, xông lên, các chiến sĩ. Tham mạc, tôi đầu hàng. Đầu hàng, tôi xin đầu hàng. Họ khóc lóc van xin không ngừng. Hàng loạt người quỳ xuống cầu xin tham mạc. Sư trưởng, báo cáo từ tiền tuyến, địch đầu hàng hàng loạt, gây cản trở lớn cho cuộc tấn công của ta. Điều động quân tinh nhẹ, báo cho Tào Quốc Công, bảo họ tiếp quản tù binh. Rõ, quân mới của bệ hạ thật đáng sợ. Họ không giống người bình thường, lạnh lùng vô tình trước kẻ thù. May mà chúng ta không đối đầu với họ, nếu không, chắc chết không toàn thay. Thiên tử anh minh thương dân, không nỡ để ta lạc lối, giúp ta tỉnh ngộ. Nếu không đã bị xử tử rồi. Ơn đức của bệ hạ, ta, Lý Cảnh Long, nguyện không quên. Chu gia có tin tức, sư trưởng Chu bảo ta chuẩn bị, sẵn sàng lên tiền tuyến, tiếp nhận tù binh đầu hàng. Tốt, chúng ta đi ngay, không thể để quân mới mất thời gian. Vì vấn đề tù binh, đóng cửa thành, nhanh, đóng cửa thành đông đúc, nhiều binh sĩ chưa vào được, bị đẩy ra ngoài. Cho tôi vào, xin các người, để chúng tôi vào. Vương gia, hãy tìm cách cho họ vào đi. Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Đều là anh em sống chết có nhau. Nhưng nếu ta mở cửa giờ, nhìn quân địch kia, chúng sẽ lập tức tấn công. Lúc đó ta cũng mất thành. Ta không tin, các ngươi có thể dễ dàng hạ thành Phụng Dương. Tứ đệ, tình hình thế nào? Đã vào được hơn 10 vạn quân, còn hơn 200.000 quân đang chịu đựng gió rét bên ngoài. Giờ không thể mở cổng thành. Nếu mở cổng, để quân vào thì sẽ không đóng lại được nữa. Chỉ có thể vậy thôi sao? Không còn cách nào khác. Trong thành còn bao nhiêu người? Còn hơn 300.000, phần lớn là tinh nhuệ. Vậy tốt, ta vẫn còn quân, có thể cầm cự được. Thằng nhóc Chu Giãn Thông này, từ khi nào có quân mạnh như vậy? Mới chặn chán đã bị đánh tan, hoàn toàn vô lý. Vương gia, chúng ta thua rồi sao? Cái gì? Ta vẫn còn đại quân. Sao lại thua được? Thua là chuyện sớm muộn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thành thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay đại quân bị chấn động quá mạnh, ngay cả chúng ta cũng không chịu nổi. Nói gì đến binh lính bên dưới. Vương gia, ta thấy chúng ta nên sớm tìm cách. Giờ ở Phượng Dương chỉ là cố gắng vô vọng thôi. Lẽ nào có thể đầu hàng? Không, ta tuyệt đối không để thằng Chu Giãn Thông đoạn nguyện. Ít nhất không để nó dễ dàng có thiên hạ. Màn đêm buông xuống, hàng trăm nghìn quân chịu đựng gió rét ngoài thành, chen chúc thành từng đám, sưởi ấm cho nhau. Họ cũng chẳng biết phải làm sao, hoàn toàn hoang mang. Vào thành không được, chạy cũng không xong. Tổng tư lệnh vẫn chưa có lệnh gì à?
Chưa, vẫn bảo chúng ta án binh bất động. Sư đoàn bà cũng tình trạng tương tự. Đúng vậy, họ cũng giữ khoảng cách và cảnh giác. Lão Thái, ông đi kiếm ít đèn chiều sáng, chiếu vào đám quân loạn kia, để người trong thành nhìn rõ, cho họ biết chống lại triều đình sẽ ra sao. Ý kiến hay đấy, hay là gửi cho họ ít đồ ăn. Anh Ngô à, cả trăm nghìn cái miệng, lấy đâu ra mà cho. Ngốc thật. Này, báo cáo tình hình. Bên ngoài thành Phượng Dương, ngươi định làm gì? Tứ thúc họ chưa dám mở cổng thành, mặt khác cũng muốn dùng quân làm lá chắn, ngươi đột ngột ra lệnh dừng tấn công, chẳng phải đúng như họ muốn sao? Hoàng tổ phụ, tứ thúc họ càng thế rõ tình thế rồi. Chẳng ra lệnh dừng tấn công là muốn đánh vào tâm lý, uy hiếp đã đủ rồi, cần thể hiện cũng cần xong. Họ nên hiểu uy lực quân triều đình. Vậy ngươi định làm gì? Làm gì ư? Cứ để họ một đêm đã. Thời tiết này, sống chết vì số phận thôi. Ta không hiểu nổi, lúc thì rất nhân từ, giờ lại lạnh lùng như bậc đế vương. Hàng trăm nghìn quân loạn, không chỗ trú, đói rét giữa mùa đông. Hoàng gia gia nói vậy không đúng, đâu phải do chấm gây ra, người cũng bảo họ là quân loạn mà. Hơn nữa, họ đều do mấy thúc thúc dẫn đến, chẳng phải họ phải chịu trách nhiệm sao? Người lại trách chấm. Sau đêm nay thì sao? Ngươi định làm gì? Đó là chuyện ngày mai. Đêm qua đi, sáng ra tiết phủ trắng xóa. Thần xin hỏi thăm bệ hạ. Như thượng thư, chẳng có chỉ dụ cho ngươi, lập tức đến tiền tuyến Phượng Dương đọc chỉ dụ. Thần tuân chỉ. Đi đi, cứ theo chỉ dẫn của Chu Đại Dũng. Thần tuân chỉ. Như thượng thư, theo chỉ dụ bệ hạ, chúng thần sẽ dùng trực thăng võ trang đưa ngài đến Phượng Dương. Chỉ mất khoảng 1 giờ, ngài sẽ đến tiền tuyến. Nhanh vậy sao? Phượng Dương cách đây hơn 400 dặm, gần 500 dặm mà chỉ nửa canh giờ đã tới. Như thượng thư yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Lão phu được lên trời rồi. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.